Xin chào và cảm ơn người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt. Đây là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực trading cho cộng đồng Trader Việt Nam. Mình là Tùng Anh. Thì trong cái clip ngày hôm nay, mình sẽ tạm thời gác lại những cái chủ đề về phân tích cơ bản cũng như là phân tích kỹ thuật mà sẽ dành để trả lời cho một cái câu hỏi cũng gọi là khá là nhức nhối trong giới trader, đó là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu lợi nhuận thì gọi là ổn ha. Rồi, trước khi chúng ta nói về vấn đề này thì có một cái cảnh báo rủi ro nhỏ như thế này, thì mọi người dành thời gian để đọc cái cảnh báo ha. Rồi, thì cái lý do mà để cho chúng ta đến với nghề trading thì mình nghĩ là chỉ có một cái lý do duy nhất, đó là lợi nhuận ha. Lợi nhuận. Đó. Nó cuốn hút chúng ta đến với nghề. Tuy nhiên đây chỉ là một vế thôi, còn cái vế còn lại thì thường xuyên xảy ra nhất nhưng mà chúng ta lại hay bỏ quên, đó chính là cái việc thua lỗ ha, cháy tài khoản, mất tiền vân vân đó. Thì đó là những cái rủi ro. Vậy thì mình muốn nhấn mạnh rằng là luôn luôn có cái sự song hành giữa lợi nhuận và rủi ro ha. Không có cái chuyện mà chúng ta dễ dàng kiếm được lợi nhuận mà chúng ta không có phải đối mặt với một cái loại rủi ro nào cả ha. Quên cái chuyện đó đi. Rồi, vậy bây giờ là cái việc tại sao chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi này. Thì mình nghĩ là cái câu hỏi này nó sẽ giúp chúng ta một số cái vấn đề sau. Thứ nhất là nó sẽ cho chúng ta biết là mình đang ở đâu, thứ hai đó là nó cho chúng ta biết là chúng ta cần phải làm thêm những gì. Và thậm chí là nó có thể là cho chúng ta biết là có nên tiếp tục đi theo cái nghề này nữa hay không. Thì để mà trả lời cho cái câu hỏi này một cách cụ thể thì chúng ta phải biết là cái lợi nhuận của chúng ta hay là cái số tiền mà chúng ta kiếm được nó sẽ phụ thuộc vào những cái gì. Thì ở đây mình xin liệt kê ra một số cái yếu tố nào. Đầu tiên đó là cái điều kiện thị trường mà chúng ta giao dịch. Cái điều kiện thị trường ha. Mình đổi màu một để cho nó dễ nhìn. Cái thứ hai đó là cái mức độ chịu đựng rủi ro. Cái thứ ba độ lớn của vốn, và cái thứ tư đó là tâm lý trader. Thì bây giờ mình sẽ nói từng cái ha. Điều kiện thị trường thì đó là nó sẽ tương ứng với lại cái chiến lược giao dịch của chúng ta. Ví dụ như là khi chúng ta giao dịch theo trend, theo xu hướng thì chúng ta phải ở trong một cái xu hướng thì chúng ta mới có lợi nhuận được. Còn ví dụ như cái chiến lược của chúng ta là theo trend nhưng mà chẳng may thời gian đó thì cái thị trường nó đi sideways trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần, thì lúc đó chúng ta cũng không có tạo ra được lợi nhuận. Thì đó là cái yếu tố ảnh hưởng nhất. Cái thứ hai đó là mức độ chịu đựng rủi ro. Thì ở đây là cái độ rủi ro phần trăm ha, trên mỗi lệnh chúng ta giao dịch. Ví dụ như là người thì giao dịch với 1%, người thì 2%, người thì 5%, người thì 10%, vân vân. Đó là cái mức độ chịu đựng rủi ro của từng người. Cái thứ ba đó là độ lớn của vốn. Cái này thì không cần nói nhiều ha. Người giao dịch 100 cũng có, 100 đô cũng có, mà người giao dịch 10.000 đô cũng có, vân vân đó. Và cái thứ tư mình đánh giá là quan trọng nhất, đó là cái tâm lý của trader đó. Trong tâm lý của chúng ta có vững hay không đó. Có hay bị thị trường tác động hay không thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của chúng ta. Và lưu ý là những cái này nó có mối quan hệ với nhau ha, nó tác động qua lại với nhau đó. Ví dụ như khi mà điều kiện thị trường tốt, chúng ta thì nhìn thấy nhiều cơ hội thì cái tâm lý của chúng ta cũng tốt đó, và có thể là dẫn tới cái hiện tượng là chúng ta sẽ gia tăng rủi ro, vân vân. Thì những cái nhân tố này nó liên kết với nhau ha, không có tách bạch ra. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra một số cái câu trả lời ha, mà mình thấy là nó hay để cho mọi người tham khảo. Đầu tiên có một trader trả lời là đừng hỏi bản thân chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu, mà hãy hỏi bản thân rằng chúng ta có thể bị thua lỗ bao nhiêu. Đó, bị thua lỗ bao nhiêu. Và một khi mà chúng ta làm chủ được cái thua lỗ thì lợi nhuận chúng ta sẽ lợi nhuận nó sẽ tự đến, tự tìm đến chúng ta. Đó,
Đây là cái câu trả lời thứ nhất. Nó chưa có cái gì rõ ràng hết ha. Nó chưa có cái gì rõ ràng hết. Rồi, người thứ hai thì trả lời là hãy quên cái việc mà chúng ta tạo ra bao nhiêu phần trăm hàng tháng đi. Đó, mục tiêu duy nhất của trader đó là lợi nhuận lớn hơn thua lỗ. Đó, cái này là mục tiêu gọi là tối thượng và duy nhất của trader, đó là lợi nhuận phải lớn hơn thua lỗ. Nhiều hay ít gì không biết, nhưng mà cứ phải lợi nhuận phải lớn hơn thua lỗ. Đó là người thứ hai. Đó, người thứ ba thì nói là hãy thực tế lên, xem cái chuyện gì đang xảy ra thay vì tưởng tượng xem là chuyện gì đang xảy ra sẽ xảy ra. Đó. Thì mình nói rõ thêm một cái câu trả lời này một tí ha. Mình nghĩ là nó khá là hay. Ở đây mình lấy ví dụ ha. Ví dụ như là thay vì chúng ta sẽ ngồi ở đây và chúng ta tưởng tượng là trong tháng này mình sẽ kiếm được bao nhiêu, rồi trong quý này mình sẽ kiếm được bao nhiêu, thì đó là cái vấn đề chúng ta tưởng tượng. Thì thay vì chúng ta tưởng tượng như vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc đó. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích, rồi thậm chí là theo dõi lại những cái kết quả mà chúng ta đã giao dịch, để xem là chúng ta đang ở đâu và chúng ta còn thiếu bao nhiêu, chúng ta bị hỏng chỗ nào, chúng ta để chúng ta cải thiện cái phần đó. Đó là cái việc mà chúng ta bắt tay vào làm và xem những cái chuyện gì đang xảy ra, thay vì là chúng ta cứ ngồi và chúng ta mơ mộng đến một cái kết quả tốt đẹp nào đó. Rồi, trader tiếp theo thì có cái câu trả lời như thế này, đó là quên việc kiếm tiền đều đặn đi và tập trung vào việc quản lý vốn và giữ kỷ luật. Đó. Thì cái việc mà kiếm tiền đều đặn đó, thì mình thật sự ở trong nghề này nhiều năm thì mình thấy là cái này nó tương đối là xa xỉ ha, là xa xỉ. Chúng ta không thể nào mà kiểu như là đi làm công ăn lương được. Làm công ăn lương thì cứ tới tháng, cứ tới ngày 5, ngày 10 gì đó là chúng ta tiền cứ chảy về tài khoản ngân hàng của chúng ta. Nhưng mà cái việc trading thì nó không như vậy. Đó. Tùy vào những cái yếu tố phía trên mà mình nói, nó sẽ tác động là tháng đó chúng ta lời hay lỗ, được nhiều hay được ít. Đó, đúng không? Rồi thì mình nghĩ là những cái câu hỏi này, nó câu trả lời này nó hay, nhưng mà sẽ làm thất vọng một số người. Một số người có thể muốn những cái con số cụ thể, phần trăm cụ thể, thì mình cũng xin được đưa ra một số cái mức tham khảo như đây ha. Rồi, đối với các quỹ lớn trên thế giới thì trung bình họ chỉ kiếm được khoảng 20-30% thôi. 20-30%. Cái này là cái mức gọi là mức khủng rồi nha. Mức khủng rồi nha. Rồi, đối với một số những cái trader nhỏ lẻ hơn thì trong mình lấy là trong cái cuộc thi về Forex ha, là World Cup Championship, thì cái mức lợi nhuận của họ là dao động từ 100-150% trên một năm. Đó, thì được đánh giá là gọi là hàng top, hàng siêu sang. Đó là một cái con số, những cái con số cụ thể để cho chúng ta có thể tham khảo. Rồi, vậy thì bây giờ quay trở lại với cái câu hỏi chính của chúng ta, đó là kiếm được bao nhiêu thì ổn. Ở đây là mình đưa ra cái quan điểm cá nhân ha. Thì quan điểm cá nhân của mình cho cái từ ổn này nè, nó có hai cái vế. Thứ nhất đó là chúng ta phải lặp lại được cái hiệu suất đó của chúng ta. Ví dụ như anh em kiếm được khoảng 5-7% ha, 5-7% một tháng ha, một tháng, thì chúng ta phải lặp lại được cái kết quả đó trong ít nhất là từ 3-6 tháng đó, thì mới được xem là ổn, được chưa? Đó. Rồi, cái điều kiện thứ hai ổn ở đây thì từ những cái mức lợi nhuận 5-7% này nè, và tạo ra một cái số tiền nhất định cho chúng ta, và chúng ta phải dùng cái số tiền đó tối thiểu là nó phải trang trải cho được cái chi phí cuộc sống của chúng ta đó, trang trải cái chi phí cuộc sống của chúng ta đó, thì có hai cái yếu tố này thì mới trả lời cho được cái câu hỏi đó là nó có ổn hay không ha. Cứ có hai cái yếu tố này thì mình nghĩ đó là ổn. Còn cái việc mà làm giàu được hay không thì chúng ta cứ tính ra một cái bài toán nhỏ nhỏ. Ví dụ bây giờ chúng ta giao dịch với hiệu suất 10% một tháng đều đặn đó, mình đánh giá cái con số này là rất là tốt ha, rất là tốt. Thì bây giờ chúng ta bỏ ra cái số tiền 100 triệu đó, 100 triệu thì có phải là một năm chúng ta kiếm được 120%, tương đương là khoảng 120 triệu, thì cũng chia ra thì một tháng
cũng giống như là một người đi làm với cái mức lương trung bình là 10 triệu một tháng, thì anh em sẽ tự biết được rằng là nó có giúp chúng ta giàu được hay không ha, 10 triệu một tháng đó. Rồi, và một cái ý mà mình muốn nói thêm đó là thay vì mà chúng ta cứ xoáy vào cái việc mà chúng ta kiếm được bao nhiêu đó, kiếm được bao nhiêu, thì chúng ta nên tập trung vào cái việc mà quản lý vốn và giữ kỷ luật. Thì khi mà chúng ta làm được hai cái điều này rồi á, thì tiền nó sẽ tự động và với chúng ta, lợi nhuận nó sẽ tự tìm đến chúng ta đó. Cái phần cuối cùng thì mình sẽ nói ngoài lời một tí, đó là nói về cái hiện trạng tại Việt Nam của chúng ta. Thì nhan nhản ở trên mạng, trên group, trên Facebook v.v. thì mọi người có thể thấy là cứ lâu lâu lại có anh này chị nọ show tài khoản là tôi x2, x3, x5 gì đó. Đó, thì mọi người nên cảnh giác với những cái việc show tài khoản như vậy ha. Nếu như mà họ thực sự có một hiệu suất giao dịch tốt như vậy thì họ đã thành siêu sao rồi, họ đã đi thi mấy cái cuộc mà World Cup Champion rồi, chứ không phải là ở ao làng như ao làng của Việt Nam mà lên trên mạng show này nọ nữa. Mình biết là nếu mà khi nói về cái vấn đề này thì có thể sẽ đụng chạm đến một số người, nhưng mà mình nghĩ là cũng nên đưa ra những cái cảnh báo như vậy ha. Không có cái bữa trưa nào miễn phí, cho nên là chúng ta nên thận trọng với những cái gì gọi là quá tốt đẹp. Rồi, cái clip chia sẻ về cái việc mà kiếm được bao nhiêu tiền thì ổn trong Forex ngày hôm nay thì mình xin dừng ở đây. Hy vọng là những cái thông tin mà mình cung cấp cho anh em sẽ giúp chúng ta là có một cái nhìn toàn cảnh hơn về cái tiềm năng của cái nghề này ha. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh. Bye bye. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị. Đang cúm dữ lắm á. Nhớ like và subscribe nữa nha.